tại vì laptop đấy mình là Vincer và hiện tại trên bàn mình đây là chiếc XPS 9310 phiên bản doanh nhân cao cấp của năm 2021. Thì giữa hàng này là của anh Cách, giám đốc ở một công ty ở bên trái. Thì sau đây mình sẽ bóc siêu và khui hộp cũng như cài đặt những cái phần mềm theo yêu cầu của anh. Đây phiên bản của năm 2021 thì mình đang rất là mong mong mình biết xem cái phần hình thức của cái cấu hình của nó. Mình chỉ bàn cho nó chịu máy. Mình cùng bóc hộp. Hộp của dòng XPS dây nhân được đóng rất là đẹp. Một chiếc máy có độ hoàn thiện rất cao. Trong có đầy đủ sạc, cáp sạc. Có một cái cầu chuyển đổi USB-C và USB-A. Cầm bóc này. Trên tay mình đây là chiếc XPS Dell 9310, cầm rất chắc chắn ạ. Sau đây mình sẽ tiến hành cài đặt những cái phần mềm theo yêu cầu của anh. Và hiện tại như bên mình cũng đang triển khai rất nhiều những cái chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhé. Với mức giá khoảng trên 30 triệu thì chiếc máy doanh nhân này đang có cấu hình và cái phân khúc rất là cao và hấp dẫn dành cho anh em doanh nhân. Hiện tại như các bạn đang quan tâm đến những mẫu sản phẩm hay là đang có những cái yêu cầu về các thông tin về những chiếc laptop đời mới thì hãy nhanh tay liên hệ vào số line mình để mình sẽ hỗ trợ bạn trực tiếp. Đó các bạn.